Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Win Tran. Hôm nay chúng ta sẽ nói về calcium hay là canxi và chúng ta có nên có uống cái thuốc bổ canxi hay không? Kính thưa quý vị, từ Costco, Walmart tại Hoa Kỳ cho tới các siêu thị tại Việt Nam, quý vị đi đâu cũng thấy bán thuốc bổ canxi hay là calcium cộng với vitamin D. Thì họ quảng cáo như là một cái cách tốt để bảo vệ xương, làm cho xương khỏe chắc. Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây à, cho thấy uống thuốc bổ canxi có thể không bổ xương mà ngược lại còn có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch hay sỏi thận nếu mà chúng ta uống không đúng cách hoặc là chúng ta uống quá nhiều. À, hôm nay tôi sẽ nói kỹ hơn về canxi và quý vị uống như thế nào là đủ. Kính thưa quý vị, canxi là một trong những chất cực kỳ quan trọng cho cơ thể chúng ta. À, chúng ta sống, vận động và tồn tại là nhờ có canxi. Ở trong người chúng ta thì lượng canxi trong máu luôn được giữ ở một cái mức ổn định à, và phần lớn 99% canxi chúng ta được dự trữ trong xương. Thì ở một người khỏe mạnh thì cái lượng canxi hấp thụ qua đường ruột bằng với cái mức canxi thải ra hàng ngày. Vì vậy chúng ta không có vấn đề về canxi nếu như mà chúng ta Um, ăn uống có đầy đủ chất canxi trong đó. Những nghiên cứu khác cho thấy là canxi cực kỳ quan trọng với sức khỏe, đặc biệt xương và răng và nhất là trong quá trình phát triển và bảo vệ xương do canxi có liên quan trực tiếp tới việc tái tạo xương. Ngoài ra canxi còn có những uh, tác dụng khác rất là quan trọng như là truyền dẫn tín hiệu thần kinh, giúp điều tiết hormone, uh, giúp cơ bắp và mạch máu co thắt và hỗ trợ máu đông. Uh, như vậy thì canxi rất là quan trọng và cần thiết cho cơ thể chúng ta. Như vậy thì à, chúng ta cần bao nhiêu canxi thì đủ? Năm 2011, Viện Sức khỏe Hoa Kỳ có đưa ra một hướng dẫn được xem là à, cái lượng canxi cần thiết mỗi ngày cho chúng ta từ bé cho tới lớn. À, tôi nói đại loại là như sau. À, nếu mà chúng ta trẻ từ 1 cho tới 3 tuổi thì chúng ta cần từ 700 mg một ngày, đối với nam và nữ và con số này tăng từ từ cho lúc mà dạy thi ở giai đoạn là chúng ta cần rất là nhiều khoảng chừng 1.300mg cho cả nam lẫn nữ và sau khi dạy thì xong thì cái số lượng trung bình là mỗi ngày là 1.000mg và cho tới khi mà người phụ nữ mãn kinh thì họ bắt đầu tăng nhiều hơn ở năm một, à, 50 tuổi trở lên thì lúc đó khoảng chừng 1.200mg một ngày và sau đó tới năm 71 tuổi cả nam lẫn nữ thì chúng ta đều cần khoảng 1.200 mg mỗi ngày như vậy lúc bé cho tốt vậy thì chúng ta tăng lúc đó chúng ta đang phát triển chúng ta cần canxi à, khi chúng ta ở tuổi trẻ và trung niên thì chúng ta cần ổn định khoảng 1.000 thôi và tới khi mà chúng ta lớn tuổi hơn thì chúng ta cần tăng chút xíu à, như vậy thì đó là cái hướng dẫn còn thực tế là như thế nào à, thực tế là chúng ta không biết được chúng ta có đủ canxi hay không và cái cách tốt nhất để chúng ta biết là chúng ta phải nhìn lại đồ ăn của chúng ta à, là chúng ta ăn cái gì hàng ngày tại mỹ đa số phụ nữ trên 60 tuổi là khoảng chừng 61 uống thuốc bổ canxi mỗi ngày à, theo một nghiên cứu cách đây à, khoảng chừng trên một chục năm thì con số này đã tăng đáng kể lên từ năm 90 à, vì vậy thị trường thuốc bổ canxi là một trong những thị trường mà màu mỡ nhất mà ước tính tới hàng chục tỷ đô la và cũng kéo theo hàng lọt quảng cáo quá mức như tôi nói nói trên như vậy thì à, nếu như quý vị ăn uống đầy đủ và tôi nhắc lại cái từ này đầy đủ thì quý vị có thể không cần phải uống canxi như vậy đầy đủ là như thế nào là bao gồm có những chất ví dụ như là có đậu à, có hạt có cheese rau cải cá sữa chua à, đây là những cái thành phần mà nếu mà quý vị nghe tôi nói nhiều hơn sẽ thấy là khá là thông dụng mỗi ngày ví dụ như ăn dưa ua chẳng hạn à, quý vị ăn những cái hạt nít hay là quý vị uống à, sữa mỗi ngày, quý vị ăn cá sao mình, nó tóm lại là có rất là nhiều đồ ăn mà chúng ta có nhiều canxi trong đó. Khi mà chúng ta uống đầy đủ canxi thì chúng ta ăn uống đầy đủ canxi thì chúng ta không cần thiết phải uống canxi bổ sung. Và cái điểm quan trọng hơn là cho dù quý vị có uống bổ sung thì vì uống một lần tối đa là 500 mg và chúng ta nếu mà cần có thể uống hai lần sáng lần chiều một lần như vậy là 1.000 mg đó là đã đủ rồi à, cái câu hỏi mà tôi nhận được rất là nhiều của quý vị là tôi có nên uống canxi hay không câu trả lời là tùy vào quý vị ăn cái gì và tùy vào quý vị ở đâu nữa tôi nói cụ thể hơn nếu như quý vị là người ăn chay trường hay là những người mà thường ăn chay thường xuyên là quý vị nhiều khả năng sẽ thiếu canxi À, nếu mà quý vị ăn nhiều thịt hay muối khiến cho cơ thể chúng ta thải ra nhiều canxi thì trong trường hợp đó là chúng ta có thể là chúng ta sẽ cần uống à, thuốc canxi. Nếu như quý vị bị lõn xương, quý vị dùng steroid, quý vị dùng corticosteroid lâu dài, thì đây là những cái chất mà có thể làm cho quý vị dễ bị lõn xương với phần cần có canxi. Cuối cùng là nếu như quý vị bị đường tiêu hóa, ví dụ như là bị viêm đường ruột thì đây là những cái bệnh mà khiến cho quý vị phải uống thêm canxi tại vì phần lớn là chúng ta không hấp thụ được do chúng ta bị viêm ruột. Nếu như mà chúng ta cần phải uống canxi thì chúng ta uống như thế nào cho đúng? Tại vì quý vị khi mà ra Costco quý vị mua quý vị phải coi cái loại canxi là loại nào. À, tôi có viết trên Facebook của tôi bốn cái loại cơ bản nhất nhưng mà có là thông dụng nhất gọi là calcium carbonate thì đây là cái loại mà nó chỉ có 40% canxi thật sự thôi quý vị có nghĩa là cái loại thuốc mà quý vị uống thuốc bổ canxi cái phần trăm của nó không phải là 100% canxi mà có 40%, 20%, 9% quý vị phải biết là cái loại đó có bao nhiêu phần trăm rồi chúng ta mới uống dựa vào nó mới đầy đủ à, ví dụ như là chúng ta uống calcium carbonate chẳng hạn có 1000mg nhưng mà thật sự là trong đó chỉ có 40% hay là 400 mg à, calcium thật sự tại vì nó chỉ có 40% canxi trong đó mà thôi. Tuy nhiên, ở cái phần mà tôi muốn nhấn mạnh trong buổi nói chuyện ngày hôm nay là uống nhiều canxi có thể nguy hiểm đến sức khỏe cho quý vị. Tại sao? Tại vì nhiều cái nghiên cứu sau này càng ngày càng chứng minh được rằng là cái việc uống canxi bừa bãi nhất là quý vị uống không có qua sự tư vấn của bác sĩ, không có coi là mình ăn uống cái gì nếu như quý vị đã ăn uống một cái lượng thực phẩm mà giàu chất Canxi Tôi nói ví dụ như tại Hoa Kỳ đi à, Thì quý vị nhiều khả năng sẽ dư Canxi Và khi quý vị dư Canxi, quý vị sẽ bị Cái khả năng mà chúng ta bị sỏi thận à, Bị vôi hóa những cái động mạch trong tim Và cuối cùng những bệnh tim hay là những bệnh khác thì rất là cao Một cái nghiên cứu gần đây của bệnh viện John Hopkins cho thấy rằng là uống Canxi nhiều à, Nhất là thực phẩm bổ sung đó, thì rất là nguy hiểm tới tim mạch nhưng cái điểm thú vị cũng cho thấy là nếu như quý vị ăn uống đầy đủ chất canxi thì nó lại có tác dụng bảo vệ tim mạch. Nói cách khác, cách tốt nhất mà chúng ta hấp thụ canxi là chúng ta hấp thụ trực tiếp qua đường thức ăn bằng cách ăn cân bằng dưỡng chất là bao gồm có rau cải mà rau màu đậm, trái cây màu sắc, ăn cá, ăn cheese, ăn sữa tươi, ăn hạt những cái đồ đó nó có canxi và nó giúp cho quý vị cân bằng hơn và cái điểm quan trọng hơn nữa là khi mà quý vị không có thể nào mà có đủ canxi như vậy quý vị nên nói chuyện với bác sĩ hoặc là chuyên viên dinh dưỡng tại vì bằng cách đó bác sĩ sẽ cho quý vị biết là có nên uống canxi hay không hoặc là nếu mà nên thì nên uống bao nhiêu như tôi nói lúc nãy là cái liều chúng ta uống mỗi lần mỗi lần trong ngày là 500 mg có nghĩa là uống nhiều hơn thì cơ thể chúng ta cũng không hấp thụ được Thật là nếu phải uống và phải uống hai viên quý vị chia ra sáng viên chiều một viên à, nhưng mà thường thường các cách tôi khuyên bệnh nhân là tôi hỏi kỹ về họ ăn cái gì và dựa vào đó tôi estimate tôi tính thử là họ có thiếu canxi hay không và dựa vào đó tôi thêm một hay là viên một hai viên nếu mà cần thiết có một cái câu hỏi mà tôi nhận được là như vậy thì phụ nữ mang thai có nên uống canxi hay không à, theo cái hiệp hội sản phụ khoa tại Hoa Kỳ là nếu như việc tại đây và nếu như sản phụ mà ăn đầy đủ dưỡng chất có đủ canxi trên 1.300g mỗi ngày thì không cần thiết phải uống. À, nhưng thực tế là có nhiều các sắc dân hoặc là nhiều người tại vì cái chế độ ăn uống không không có thành ra thường được khuyên là uống canxi trong lúc mang thai. Nó cũng có một cái nghiên cứu khác cho thấy là nếu về những đối với những đang phát triển Ví dụ như Việt Nam chẳng hạn thì có thể việc uống canxi là cần thiết hơn tại vì ở những quốc gia này chế độ dinh dưỡng chưa có cân bằng giống như những quốc gia đã phát triển như Hoa Kỳ chẳng hạn. À, ví dụ như tại Việt Nam thì nhiều quý vị vẫn chưa có quen với việc ăn cheese, ăn hạt hay ăn những cái thứ ngũ cốc mà chúng ta ăn nhiều cơm, chúng ta ăn nhiều thịt và vì vậy có thể chúng ta sẽ không đủ canxi nói tóm lại um, quý vị nên gặp bác sĩ quý vị và trao đổi trực tiếp về vấn đề canxi tại vì như tôi nói là nếu mà chúng ta uống không đúng cách uống canxi nhiều có thể hại tới sức khỏe chúng ta à, cảm ơn quý vị à, chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại trong những lần nói chuyện sắp tới về sức khỏe nhé quý vị nhớ theo dõi kênh youtube chính thức của tôi để nghe à, những bài học à, những cái câu chuyện mới nhất về sức khỏe mà tôi kể cho quý vị cảm ơn quý vị